Cái chuyện mà vợ chồng á, khi mà anh nhìn thấy như vậy, cái body của mình như vậy á, thì nó có giảm đi không? Thật sự luôn, mình rất rất là tự ti thật sự luôn. Lúc mình hầu như mỗi lần sanh xong không bị tâm lý lúc mang bầu, nhưng mà lại tâm lý sau khi sanh. Nhìn cái body mình nó lỏng lẻo, da bụng thì đen trùng xuống đến nỗi mà Tammy rất là bị gọi là baby blue, tiếng Mỹ nó gọi là baby, tâm lý hậu sanh nó còn nặng nề hơn là tâm lý lúc mang bầu. Thì rất là vui, nhưng mà sanh xa xong là giống như là cả thế giới sụp đổ. Giống như mình xong cái lúc mang bầu, mình xong, mình để con ra, mình thấy con mình khỏe mạnh, mình vui, nhưng mà xong mình nhìn lại mình á, mình buồn đến nỗi mà Tammy là tâm lý là cứ mang bầu xong là cứ đi mua đồ swimsuit, mua lại crazy. Tại mình nghĩ là cái body của mình bây giờ xấu quá. Hi, mình là Tammy Mạc Nguyễn. Mình hiện nay đang sống ở California. Anh chị kết hôn được bao lâu rồi? Tammy kết hôn đến bây giờ cũng 13 năm rồi. Hiện tại bây giờ đã được hai cháu gái. Bé đầu tiên của Tammy là chuẩn bị qua 10 tuổi. Bé nhỏ thì 3 tuổi, khoảng cách khá xa. Tại vì lúc ban đầu không có muốn sanh nữa, tại vì lúc mà sanh đứa đầu tiên thì lúc mang thai mình rất là nặng về tâm lý, vừa mới được là 6-7 tuần gì đó, thì tại vì cái này là mình cũng trông mong sanh đám cưới xong được 2 năm thì mình mới quyết định có con. Lúc mà có con rất rất là vui thật sự luôn, cả hai đều là lần đầu làm bố làm mẹ. Nhưng mà sau 6 tuần khi mà đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo là không thấy tim thai. Bác sĩ nói là phải chờ một tuần sau thì mới biết coi thử là có như thế nào. Đối với Tammy, cái quá trình trong vòng một tuần mà chờ đợi giống như là không biết diễn tả cảm giác sao, nó rất là kinh khủng. Trong một tuần đó mình không biết mình có con hay không, con mình không lẽ đã mất rồi hay sao, nó rất là kinh khủng. Nên là cái trải qua cái emotion đã đến nỗi mà Tammy không muốn đi gặp. Cái mới đầu là mình, tại vì mình là ở Việt Nam qua, với lại mình là phụ nữ quá đông nữa, thì mình lại muốn đi bác sĩ nữ. Nhưng mà sau khi cô đó chẩn đoán xong như vậy, nó em không muốn gặp cô đó nữa anh ơi. Vì sợ hả? Vì sợ, tại vì cứ một nhìn mặt cổ là mình cứ nghĩ lên là cổ báo tin không có vui cho mình. That's why là em nói anh ơi cho em chuyển bác sĩ khác. Thì lúc đó thì mình quyết định là ok. Mình có tư vấn vài người thì họ giới thiệu cho mình tới ở bác sĩ nam mà uy tín. Thì lúc đó qua mình cũng có chia sẻ thì có vẻ bác sĩ nào hình như nhẹ nhàng hơn, họ tâm lý hơn, họ nói ok, that's ok, không có sao hết. Quá trình mang thai thì lại bị nào là tiểu đường thai kỳ, mà lúc đó là Tammy rất là trẻ và có ăn uống rất là lành mạnh. Lúc đó Tammy qua Mỹ mới có 97 pound thôi, người rất là ốm. Không có, khoảng là tuần thứ hình như 20 mấy là mình bắt đầu đi thử đường. Mình nói mình rất là bình thường, mình rất là tự tin là mình sẽ không bị đường. Tammy rất là ốm lúc đó ở cái thời điểm đó, nên mình rất là vô tư. Mình đi vô khám là đường lên rất. Sau đó là hầu như là mọi sự ăn uống hay là kiểm soát, là mỗi ngày mỗi bữa ăn là phải chích đường để kiểm tra và báo cáo lại cho về phía mà nutrition họ biết. Em sau đó sanh được 5 tuần thì mình phát hiện ra có một cái cục nằm ở ngay cái bộ phận của em nó. Thì lúc đó Tammy rất là hoang mang, thì lúc đó đi khám bác sĩ thì ngay lập tức á là họ đã chuyển ngay thẳng vô emergency. Ngay cả ông xã mình cũng vậy, ảnh cũng là người bị tâm lý rất là nặng, tại vì có đứa con đầu lòng mà nó bị nhiều thứ quá, thì đâm ra tụi này quyết định là hình như là không muốn có đứa nữa. Cho đến khi là Christmas năm 2015, lúc đó là bé lớn của Tammy là được 5 tuổi. Trong cái buổi đó họ she nói là con muốn cái quà năm nay Christmas của con là con được có em. Con không muốn có được có em gái. Ôi dễ thương vậy luôn. I want to have a sister. So I feel wow. So little night. Tao mới nói là, xong rồi lúc đó tao mới suy nghĩ, nói là nếu mình không có, mình có quá ích kỷ hay không? Trong khi con mình nó đang khao khát có một sister. Ở Mỹ các bạn cũng biết á, ngày lễ Thanksgiving, Christmas, a lot of holiday. Nhất là cuối năm ha. Mà đa số những ngày đó ở Việt Nam mình còn đi ra đường, mình còn vui bạn bè. Ở đây everybody is go to the family. Mình phải together. Mình nghĩ nếu mà con mình nó có con một, rồi lỡ may mình không còn nữa, rồi nếu gia đình nó đi về đâu,
Thì lúc đó mình nghĩ ok, let's try one more time. Nhưng mà cũng rất là chần chừ. Tại vì mình đã been a long time. 6 năm rồi, 5 năm rồi mình không có. Mình đã, cơ thể mình đã quay back lại everything in routine. Bé thứ hai is coming like very, không phải là surprise lắm, nhưng mà on the way mình không có plan much. Bữa đó đi hiking, đi 5 tiếng ở trên ở gần Newport Beach á. Mình đi 5 tiếng ở trong đó. Tại vì Tammy rất là thích đi hiking. Không có thích thì cũng thích đi nè. Ngại vô gym nhưng mà lại thích những cái activity outdoor. Thích đi hiking là một trong những sở thích của mình. Về tới nơi rồi tự nhiên té. Mà Tammy hầu như là hồi trước là giờ là mình ít khi nào mà mình, sức khỏe của mình là tương đối tốt, chứ không phải là người mà dễ mệt, dễ xỉu. Rất là ngạc nhiên tại sao là mình té. Đang đi bình thường, ví dụ như mình đi mình có dấu hiệu gì không, mình mệt thì mình không nói. Thì sau đó đi về thì mới là lúc đó mình cũng thấy là mình hình như trễ kinh, cũng hình như là cũng 10 ngày hay gì rồi. Thiệt ra mình nghĩ giống như mình phụ nữ nhiều khi trễ 1 tuần cũng chuyện bình thường. Không biết. Không, Hiền lúc nào cũng kỹ hết á. Hiền lúc nào mà khi mà có kinh á là Hiền đều ghi vô sổ mỗi tháng. Vậy hả? Vậy là Hiền kỹ. Tammy thì nhiều khi tại cũng 5-6 năm rồi mình cũng kinh cử cũng ok. Mình không có, ví dụ như có xê dịch 1 tuần thì mình cũng thấy không có gì. Thì lúc đó mới đi thử thì phát hiện là hai vạch đậm rồi. Yeah. Thì lúc đó báo cho ông xã thì hay cũng tỉnh queo à. Đó chứ sao? Tại vì ông xã Tammy thì không phải là người mẫu người là emotional, like hay là cái gì vậy, là người serious. Không phải serious cũng không đúng nữa, nhưng mà có lẽ là ảnh không có extreme giống như phụ nữ mình emotional nhiều. Nói ok, giờ có bầu thì ok, tùy em. Trong lòng là trong lòng đang vui lắm như thế nào đó mà mình không biết. Yeah, mình không biết thì nó ok. Ảnh kêu trời cho nhận thôi. Không, nhưng mà quan trọng là đứa bé. Đứa bé lớn. Khi mà nghe tin Si rất là vui. Em chuẩn bị có em là vui. Thì lúc mà sanh ra em bé gái nói, mami con có sister rồi. Ủa vậy là cuối cùng là bé gái? Yeah, cuối cùng là bé gái. Là em rất 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 là happy khi mà có sister. Hỏi sao? Không thích con trai vậy. Thôi con trai ưa đánh nhau lắm. thích. Tại vì thường con nít á là thích chơi búp bê đúng không? Thì búp bê nữ không à. Với là chơi đồ hàng này kia cho nọ đó. Là thích vậy đó. Không biết Kim Hiền sao, mình lúc nào cũng thích có con trai. Đứa đầu mình cũng muốn có con trai, đứa sau mình cũng muốn có con trai, nhưng mà ra con gái. Giờ có tính là sau chương trình này thì thêm một đứa nữa không? Biết đâu được bé trai. Thì lúc nào cũng muốn đó. Nhưng mình nói thật luôn á, nhưng mà thật sự ra đẻ ra con gái rất là thương. Đúng rồi. Con gái là rất là dễ thương, dễ thương. Mà ông xã Tammy cũng vậy, cưng, rất là cưng con gái. Thật sự luôn. Quá trình mang bầu diễn ra như thế nào ạ? Lúc mà mang bầu em này thì ăn được lắm. Vậy không nghén luôn? Không nghén, hầu như là Tammy là mẫu người mà mang thai rất là vui vẻ, happy thai kỳ. Không có nghén, cũng không có hành, tâm lý cũng ổn định luôn. Vui vẻ lắm. Vậy hả? Nếu mà ai mà gặp Tammy có bầu là vui vẻ lắm, cũng vui đó. Bé đầu cũng vậy luôn hay là? Cũng vậy luôn. Mang bầu chỉ có một điều duy nhất là người Tammy rất là giữ nước. Mỗi lần mang bầu là người nó giữ nước ở trong bụng bự như nè. Ai nhìn cũng như là sinh đôi đó. Nhưng mà cái body của Tammy giống như là cái bụng stretch mark like crazy. Hầu như là nếu mà nó là nát luôn, bị răng, mang răng luôn, cái vết rạn bụng đó. Rất là nhiều rạn bụng. Rồi sau khi sanh đều bị như vậy luôn. Dạ, đến bây giờ nó vẫn đi theo đến mình đến bây giờ. Cái chuyện mà vợ chồng á, khi mà anh nhìn thấy như vậy, cái body của mình như vậy á, thì nó có giảm đi không? Thật sự luôn, mình rất rất là tự ti thật sự luôn. Lúc mình hầu như mỗi lần sanh xong, không bị tâm lý trước mang bầu, nhưng mà lại tâm lý sau khi sanh. Nhìn cái body mình, nó lỏng lẻo, da bụng thì đen, trùng xuống đến nỗi mà Tammy rất là bị gọi là baby blue, tiếng Mỹ nó gọi là baby, tâm lý hậu sanh nó còn nặng nề hơn là tâm lý lúc mang bầu thì rất là vui. Nhưng mà sanh xa xong là giống như là cả thế giới sụp đổ, giống như mình xong cái lúc mang bầu mình xong, mình để con ra, mình thấy con mình khỏe mạnh, mình vui, nhưng mà xong mình nhìn lại mình á, mình buồn đến nỗi mà Tammy là tâm lý là cứ mang bầu xong là cứ đi mua đồ swimsuit, mua like crazy. Tại mình nghĩ là cái body của mình
bây giờ xấu quá, đến khi nào mới mặc lại được bikini. So I mua all kind of bikini. Hai lần thằng nào cũng vậy hết á, là mua cứ đi mua bikini rồi cứ để đó, cứ chờ đến ngày nó đẹp lại mặc. Hiền hiểu rồi, nhưng mà cái vấn đề là như vậy thì sẽ làm cho mình bị stress rất là nhiều. Dạ, yeah, không biết ông xã của mình handle cái lúc đó như thế nào. Thật sự ảnh cũng chưa bao giờ tâm sự cho mình về cái vấn đề đó. Nhưng mà cái điều ảnh làm rất hay là mình xấu xí như vậy, nhưng mà ảnh chưa bao giờ cho mình cảm giác là mình xấu hết trơn. Chỉ có mình nói mình xấu thôi, mà ảnh không bao giờ làm cho mình có cảm giác như vậy. Ảnh nói it's okay, cái đó rồi nó sẽ qua. Chỉ có bản thân mình nói với mình là mình đang xấu thôi, chứ không có tác động bên ngoài. Tại vì bạn biết sao không? Tại vì cái trái tim của ảnh á, nó lớn hơn cái mà con mắt của ảnh nhìn. Thường người ta nói á, đàn ông á, nhìn người phụ nữ á, nhìn cái mắt. Phụ nữ thì thích nghe, đàn ông thì là đang nói chuyện đúng không? Mà cái đẹp đi ngang qua là phải nhìn. Phải nhìn. Nhưng mà rõ bản ràng mình còn nhìn mà. Nhưng mà rõ ràng là ảnh, trái tim của ảnh lớn, nó lớn hơn con mắt luôn. Tình yêu của ảnh dành cho chị nhiều, ảnh dành cho bạn rất là nhiều luôn. Theo mình thấy là có nghĩa là ảnh thực tế. Ảnh lúc nào cũng nói theo mình, làm cho mình rất là positive. Nó ok thì bây giờ ai sanh ra, ai sanh con xong thì cũng vậy. Ảnh không có nói những cái lời mà hoa mỹ, không em sanh xong em vẫn còn đẹp. Ảnh không nói, ảnh nói vậy là mình biết nói xạo. Yeah. Cái này nó đâu có last forever đâu. Tôi ít bữa em thấy không, một hai năm, mấy năm trước em cũng sanh, hai năm sau em phải cho nó thời gian, cái cơ thể rồi nó tự động nó sẽ quay lại. Mình thấy đúng thì cũng là đúng. Chứ bây giờ mà kêu mình đang xấu quá vậy mà kêu mình mà nói trời không có đâu, em sanh xong đẹp là quạo đó. Dạ, yeah. Nó không có thực tế. Không, nó không đúng. Đúng cái rồi, nó này, không có thực tế. Cái này em không... Rồi khi mà hai bé ra đời trong cái trường hợp nó rất là khác nhau và cái khoảng thời gian rất là dài, thì bé đầu với lại cái bé thứ hai á, cái diễn biến đi sanh nó như thế nào? Cũng tội bé đầu lắm. Lúc mà Tammy sanh bé thứ hai thì Tammy thì cả hai lần sanh đều không biết đau bụng là gì hết. Không có dấu hiệu gì luôn? Không có dấu hiệu gì hết. Trước một tuần đi khám cũng không có dấu hiệu gì. Vài ngày đi khám cũng không có dấu hiệu gì. Bác sĩ toàn là ok, cô... ngày này giờ này đi vào bệnh viện. Nó ok. Giờ xong rồi đi vào thôi. Bác sĩ cho thuốc dục sanh đó. Rồi ra. Nên Tammy không biết cảm giác đau đẻ là gì. Cả hai bé. Cả hai bé đều vậy hết. Ủa sao kỳ vậy Vân? Có nhiều, nói chung là thật sự mà nói là nhiều cái sự bầu của mỗi người đúng rồi. Nó khác nhau lắm. Nó rất là nên đến đó qua Tammy cũng muốn chia sẻ là nếu mà ai có bầu mà cảm thấy mình không có dấu hiệu sanh gì hay là bác sĩ kêu đi vào đến gần ngày dự sinh đi vào thì cứ đi vào đi. Tại vì thường những người phụ nữ mà khi mà chuẩn bị đi sanh á là sẽ đau từng cơn, ví dụ như là khoảng một phút nó giống như là điều luôn vậy đó. Không. Là đau ngắt lên một cái xong rồi một phút sau cái là không biết gì hết á. Trời, thì em cũng ở nhà em sao? Cũng chưa có biết cảm giác đau đẻ tại vì em sinh sớm mà. Thật luôn. Mà biết sao không? Sanh bé nào cũng lớn hết á. Bé đầu tiên bao nhiêu pound? 8 pound. Bé thứ hai 8 pound 8. Trời ơi, sanh thường. Con nổi hóng lắm á. Con Hiền là 6 pound 6. Nhìn mình cũng đâu có bự con mà đẻ thường. Nhưng mà cái lúc mà có em bé thì cái thai á nó cũng hơi to đúng không chị? Đúng rồi. To nên... nha. Hồi lúc mà chưa có con mình nghĩ trời ơi chắc mình bầu chắc cũng dễ thương lắm này. Một cái bụng bự gì nè. Mới đầu ai vô à, lần đầu đi baby shower ai đó. Ủa sinh đôi hả em? Nói vậy không? Có một à. Vậy á. Sau khi sanh là bị dư chấn tâm lý rất là nặng, cái thai mình quá lớn dẫn đến là stress mà kinh khủng. Ước gì mà có thể share cho Kim Huyền coi là đến nỗi mà bạn của Tammy, những ai mà chưa có con qua mà thấy cái bụng của Tammy xong em muốn có con nữa. Nhưng mà có bị mặc cảm không? Mặc cảm chứ, cho tới bây giờ luôn. Bây giờ thì cũng khá là cũng quen rồi. Tammy chỉ là người sanh là nhiều hơn. Nói đến chăm sóc sau sanh á, 70% là anh là làm hết, là làm hết, là chăm sữa. Tại vì ở Mỹ sau khi sanh xong là ở hãng của anh cho là một tháng để ở nhà với vợ với lại baby newborn. Vậy là thay tã, tã sữa, ru con ngủ, khi mà em bé khóc là làm hết luôn. Anh là người train
em bé. Thực sự mình làm mẹ mình dễ nguôi lòng lắm, ảnh cứng cáp hơn, ảnh train mấy bé đi vô nề nếp hơn, dễ chăm hơn. Sau này em bé sau sanh xong á, em thì em rất là cái tính cách rất là mạnh thật sự luôn. Con mình đẻ ra mình biết từ cái tiếng khóc mình cũng biết là nó mạnh, hoặc là cái nó đói nó đòi ăn nó cũng mạnh. Bé sau nó mạnh hơn bé trước, nó không thích là nó phản ứng liền. Em hôm bữa đó em ăn xong rồi, nói chung là nó chất đã đầy đủ hết rồi mà đòi ẩm hay là đòi cái gì á mà không chịu đi ngủ, khóc chỗ mà tiếng khóc nói thiệt luôn, không biết Kim Hiền là cái khóc của nó có đau đầu không. Bé trước khóc rất là nhẹ nhàng, em bé sau trời ơi khóc nhức đầu luôn á. Vậy không mà kiểu gào lên mà thét lên vậy mà đó. Mà cái mình nghe cái giọng mình biết cái đứa nào là nó khóc cái giọng dữ. Anh nói ok để nó khóc 20 phút, mình với mẹ mình cứ đi ra thôi ẩm nó lên đi anh. Nói không để đi em, mình đã check hết rồi, hầu như là không có bị gì hết, em cứ để đi. Đúng thiệt, nó khóc ở chừng 15 phút. Anh nín. Nhưng mà biết lý do tại sao không? Thì nó chỉ muốn ẩm thôi. Ồ. Trời ơi, mới có ba lớn vậy mà biết được luôn. Đúng. Cái đứa nó khôn mà nó biết hết á. Sau đó lần đó xong là nó biết rồi. Ok. Khóc cũng giải quyết được gì. Không khóc nữa. Trời ơi, có làm cái gì nữa không? Không. Chỉ một lần đó khôn nó khóc đôn được 15 phút á. Bữa sau nữa là cho ăn ngủ xong là không khóc nữa. Em bé rất là khôn. Mà nhiều khi mình mẹ á, mình dễ mũi lòng nghe 5 phút rồi thấy ẩm lên. Nên là nói cố đi em, ráng chịu đi. Qua cái 20 phút này xong là mọi chuyện nó đâu vô đó. Thì cũng đúng thiệt. Yeah. Sau cái ngày hôm đó là em không khóc nữa. Nhưng mà ví dụ như là một trong nhà phải có một người cứng, một người mềm. Cái mà hai người mềm hết á là bỏ cuộc. Bé lớn cũng đã yên tâm rồi. Tại vì cỡ khoảng 6 tuổi. Bây giờ bé lớn của Tammy bây giờ là 9 tuổi rồi. Ờ, 9 tuổi. 9 tuổi. 9 tuổi là đã đi học rồi. Đã đi học rồi. Thì là rất là đỡ cho Tammy. Và chỉ còn... Em nhỏ thôi. Em nhỏ là phải trách khe em. Trách khe nhưng mà đã đi vào nề nếp rồi. Thật sự luôn, cái việc mà sinh cái em bé thứ hai á, mới lúc mà thời gian ban đầu, cái tuần đầu á, cả nhà đều là tập trung vào em bé nhỏ hết. Thì quên mất chị lớn, Chloe. Thì lúc đó là em đi học, em ngơ ngơ. Em đi học, em ngơ ngơ. Tâm mình nghĩ là tự nhiên có một em bé trong nhà, rồi nhiều thông tin mới quá, thì cũng ảnh hưởng đến tâm lý của em. Thì lên trường hình như là cô nói là daydream. Thì giống như chắc là đang nghĩ tới ở nhà em bé là sao hay là cái gì, mình không biết là cái gì. Nhưng mà lúc đó thì cô giáo có nói chuyện với lại vợ chồng Tammy là nên để ý đến em lớn nhiều hơn, tại vì cái này là nó mô về ở Mỹ này nó rất là quan trọng đến cái tâm lý của trẻ. Sau khi mà được cô giáo nói như vậy thì mình bắt đầu mình phải phân bổ chia sẻ thời gian hơn, tại lúc mình quên mất, mình có con nhỏ cái xong mình mới sanh xong nữa, mình cũng không có để ý cái chuyện đó nữa. Thì sau đó thì ông xã bắt đầu chia thời gian ra, dành thời gian nhiều hơn với em. Rồi Tammy cũng lúc mà em kia ngủ là mình bắt đầu mình nói chuyện với em này, tại lúc đó Chloe là chị lớn cũng mới có 6 tuổi à, chị bắt đầu quen từ từ mới quen thì mới tâm lý mới ổn định. Nếu mà một em lớn, một em nhỏ, thì mình nghĩ là các ông bố bà mẹ nên chú ý với em lớn. Tâm lý của em lớn rất là nhiều, tại vì mình không có muốn cái cảm giác là em lớn bị bỏ rơi sẽ dẫn đến tình trạng em lớn không thích em nhỏ. Em sẽ gây ra một cái tâm lý là ồ, tại vì có cái em nhỏ này nên bây giờ mình mất đi tình thương của ba là mẹ. Từ thích thành ghét. Dạ, từ thích thành ghét nên mình không muốn cái chuyện thai. Em bây giờ rất là quấn quýt. Dạ, rất là yêu thương nhau. Sau khi mà sinh em bé rồi á, cái chuyện vợ chồng á nó như thế nào ạ? Nó có còn được như trước hay không? Hay là nó... Cái này phải nói thật để mình chia sẻ là các bà mẹ bỉm sữa. Tại vì có những bà mẹ bỉm sữa là sau khi sanh rồi á là không muốn gần người chồng nữa. Vậy hả? Họ tự ti về cái body của mình. Rồi họ cảm thấy là lỡ ngủ chung nữa thì lại là có em bé nữa hay sao. Rồi nó làm tất cả những cái sinh hoạt nó thay đổi hoàn toàn luôn. Sanh em bé ra, em bé không có ngủ cùng giường với Tammy. Giống như là mình kê cái giường kế bên cho em. Không biết nữa, có lẽ cái đó là thói quen. Không rời con hả? Không, không rời chồng. Trời ơi, mạnh không? Không rời con. Mới hỏi rồi, không rồi. Không rời chồng có nghĩa là không có làm gì hết á. Vậy nhưng mà Tammy thích có cảm giác được gần gũi, có chồng kế bên.
Vậy là thích cái hơi rồi. Ừ, ghiền cái hơi. Cái này gọi là ghiền hơi. Dạ. Yeah. Khi mà hai vợ chồng kháng khích với nhau thì cái tình cảm nó sẽ truyền qua như hai đứa nhỏ, và hai đứa nhỏ sẽ hiểu được là một cái gia đình nó như thế nào. Những đứa trẻ nó có những cái suy nghĩ tâm lý không? Dạ. Yeah. Cho nên là nhiều khi mà mình gây nhau hay cái gì đó cũng không nên để con thấy. Những cái đứa bé mà nó bắt đầu từ 3 tuổi là những ký ức của nó đã lưu lại hết rồi. Thật sự có nhiều người không biết cái điều đó. Nghĩ là ồ, con nít mà nó không biết gì đâu. Nhưng thật sự nó biết. Thật sự là Tammy rất là muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ cũng như là ông xã, lúc nào cũng động viên cũng như là chịu đựng những cái thời gian mà hậu sanh, cũng như là giúp Tammy rất là nhiều sau khi mà Tammy sanh. Cảm ơn mẹ đã chịu đựng con những lúc con khó chịu nhất. Nhưng mà mẹ vẫn đúng là nước mắt lúc nào cũng chảy xuôi. Mẹ lúc nào dù có là con có không đúng hay sai như thế nào thì mẹ lúc nào cũng yêu thương con và dạy con để trở thành một người tốt hơn. Người thứ hai nữa là cảm ơn ông xã chưa bao giờ làm cho em có cảm giác là em là một người phụ nữ xấu xí cả. Thật sự luôn, cái đó là rất là đó là một điều mà em cảm thấy là em rất là may mắn khi mà được đồng hành cùng anh trên cái quãng đường này. Vậy thì Tammy có cái lời nhắn gửi gì với lại các bà mẹ bỉm sữa không? Thật sự mình ở đây á, đa số là ai cũng bận rộn, mà để cho cái việc nuôi con ở Mỹ, mình không ở Mỹ này, mình không có người làm, mình không có người trợ giúp của rất là nhiều người như là ở Việt Nam ông bà, thì cái việc mà mình đưa con cái mình đi vào nề nếp giờ giấc á, thứ nhất cũng tốt cho sức khỏe của mấy em đó, và thứ hai nữa là không ảnh hưởng xáo trộn đến cuộc sống giống như là công việc làm của gia đình mình. Cái đó là lời khuyên của Tammy thật sự. Sinh con là niềm vui. Tammy không có nghĩ là con sẽ trở thành gánh nặng. Nếu nhưng mà cái việc sắp xếp giờ giấc nó là một phần rất lớn để quyết định cho mình cái cuộc sống hạnh phúc trong gia đình. Dạ. Yeah. Cảm ơn Tammy rất là nhiều. Cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân tình của Tammy. Cảm ơn quý vị.